quý vị và các bạn, với mong muốn gìn giữ phát triển nghề nấu cao gắm truyền thống của dân tộc Tày, chị Hoàng Thị Dung ở thôn Liêm, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn đã tập hợp chị em phụ nữ thành lập mô hình tổ hợp tác sản xuất cao gắm. Hiện sản phẩm của hợp tác xã không chỉ có mặt ở thị trường Lào Cai mà còn được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, góp phần không nhỏ giúp hội viên phụ nữ địa phương nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo. Được ông bà cha mẹ truyền lại nghề nấu cao truyền thống của người Tày. Nhưng trước đây sản phẩm chủ yếu sử dụng trong gia đình và làm quà tặng cho người thân. Sau này, khi nghiên cứu tìm hiểu về nhiều công dụng của cây gắm trong hỗ trợ điều trị các loại bệnh, nên chị Hoàng Thị Dung đã đưa loại cây này vào sản xuất thành sản phẩm cao riêng. Mỗi tháng, gia đình chị Dung nấu và cung cấp ra thị trường khoảng từ 5 đến 6 kg cao gắm. Với giá trung bình 100.000 đồng trên một lạng, thì việc nấu cao gắm đã giúp cho gia đình chị Dung nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế. Nấu thì được 3 ngày 3 đêm thì mới ra được một mẻ cao như thế này. Thì cái chỗ lọc ấy là vất vả. Thì mình vừa khói vừa nóng, phải lọc 3-4 lần. Thì lúc mình lọc ở chỗ bá nó ra là lọc 2 lần. Xong là đến lúc cô lọc 2 lần nữa thì mới hết bá. Từ hiệu quả mô hình, năm 2018, chị Hoàng Thị Dung mạnh dạn đứng lên thành lập tổ liên kết sản xuất cao gắm, xã Liêm Phú và tập hợp chị em cùng tham gia. Từ 12 thành viên ở thời điểm ban đầu, đến nay hợp tác xã đã phát triển lên 21 hội viên. Tham gia tổ liên kết sản xuất cao gắm, chị em không chỉ được hỗ trợ về kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, mà còn giúp đỡ nhau về nguồn nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm, qua đó mang lại nguồn thu nhập ổn định cho mỗi hội viên từ 3 đến 3,5 triệu đồng một tháng. Tham gia tổ liên kết thì chị Dung giúp đỡ tôi rất nhiều. Trước tôi chưa biết nấu cao thì chị hướng dẫn tôi nấu. Chúng tôi cũng tích cực giúp nhau đi lấy nguyên liệu. Nhà nào bận thì người khác lại đi lấy hộ, sau lại trả công. Có khách lấy cao nhiều mà không đủ thì lại vay của các hội viên rồi trả bù, nên vào tổ hợp tác rất thuận lợi. Trước đây thì chỉ làm nông nghiệp trồng lúa thôi ạ, trồng lúa làm nương sắn thôi. Bây giờ thì đời sống lúc đấy thì cũng vất vả lắm, khó khăn lắm. Bây giờ thì từ lúc nấu cao về thì từ lúc đấy về thì kinh tế thì cũng ổn định và cũng đủ mô trang trải gia đình ạ. Hiện nay việc sản xuất cao gắm phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu là cây gắm mọc tự nhiên ở trong rừng. Với vai trò của mình, chị Hoàng Thị Dung đã tuyên truyền hướng dẫn chị em không được khai thác tận diệt, khai thác phải đi đôi với tái tạo nguồn nguyên liệu nhằm cung cấp đủ nguyên liệu cho quá trình chế biến. Cùng với đó, tổ liên kết cũng đang nỗ lực mở rộng sản xuất, phát triển lên thành hợp tác xã nhằm xây dựng thương hiệu, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Từ ngày mình thành lập ra thành nhóm thì các chị em đoàn kết lại và nấu thì sẽ nó kết quả hơn và cái thị trường của mình ấy thì sẽ được kết nối rộng hơn, nhiều người biết đến cái cao thảo dược này hơn. Còn chị Dung cũng là một cái nhóm phó rất là năng động, giúp chị em truyền lửa cho chị em là các chị hăng hái hơn. Và trong vào thời gian gần đây thì các chị cũng thu nhập cũng rất khá là cao trong các tổ nhóm của nấu cao này. Chị Dung cũng rất là năng động và sáng tạo. Cùng với tâm huyết giữ gìn và phát triển nghề truyền thống, chị Hoàng Thị Dung còn có nhiều đóng góp trong phong trào phụ nữ, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, là nhân tố điển hình trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thank you.